Ngày 20 tháng 7, liên quan tới vụ việc một cô gái khoe trên mạng xã hội được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị do ông ngoại nhờ một bác sĩ trong bệnh viện trên giúp, Thanh tra Bộ Y tế đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị có giải trình cụ thể. Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị thừa nhận có sự việc trên. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, cô gái trên là phóng viên và cũng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine trong các nhóm theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, bố cô gái này là giảng viên của Học viện Quân y và có học trò đang làm việc tại Bệnh viện Hữu Nghị nên đã nhờ đăng ký cho cô được tiêm vaccine Covid-19. Về câu hỏi tại sao cô gái trên được tiêm vaccine Pfizer, ông Hà giải thích, lúc đó có 2 liều Pfizer lẻ ra sau khi bệnh viện tiêm cho đối tượng ưu tiên trước đó nên cô gái này được tiêm.